Vâng, tôi xin cảm ơn ạ. Vậy tôi xin hỏi câu số 5 của tôi ạ. Tánh Phật có biết phân biệt được sự đâu là phải trái đúng sai hay không? Tánh Phật điều khiển tánh người hay tính người điều khiển tánh Phật? Tôi là Thiền Gia Ngọc Lâm, xin trả lời tiếp câu hỏi thứ năm của chị Lê Thị Ân, cư ngụ Hương Yên. À, câu hỏi này có tới hai ý, À, cái ý thứ nhất, tánh Phật thấy, nghe, nói, biết, thanh tịnh nên không phân biệt, không biết đúng hay sai. Hơn nữa, tánh Phật chỉ là một hạt chân như nên các căn không thể phát ra được nên không phân biệt. Tánh Phật mà muốn phân biệt đúng hay sai thì kim thân Phật siêu nhỏ phải lớn lên thì các căn của kim thân Phật mới mở hết ra được. Kim thân Phật lớn này mới thấy, nghe, nói, biết khắp trong càng khôn vũ trụ này được tôi xin trả lời ký ý thứ hai tánh phật thì điều khiển thân và tánh người nhưng do tánh người trống rỗng còn tánh phật thì thanh tịnh bởi vậy cho nên các vị thần thánh tiên trợ giúp thân và tánh người phần dương để thân và tánh người sống trong ánh sáng ban ngày còn về phần âm tức là phần tối cũng được gọi là ban đêm thì ban của nhị vị chúa chủ và chúa mẫu trợ giúp để sống lại với thế giới tâm tối. Tất cả thân và tánh người suy nghĩ hay hành động đều do các thứ tánh như sau đây. Cái thứ nhất, đó là tánh người khiến cho thân người làm việc có sức mạnh. Cái này là do vị thần trợ giúp cho thân người làm. Cái thứ hai, tánh người khiến cho thân người sống có tư cách, nhân, nghĩa, lễ, trí tính Phần này là do các vị thánh trợ giúp cho thân người sống. Cái thứ ba, tánh người khiến cho thân người sống một cách an nhàn bằng trí tuệ thật sáng suốt. Không tu, không tin nhậm nhí. Phần này là do các vị tiên trợ giúp thân người sống an nhàn. Kể đến là tánh người khiến cho thân người sống tìm hiểu sự thật, tức là tu hành. Phần này là do các vị chúa thừa hành giúp tánh người đó. Và cái phần cuối cùng thì tánh người khiến cái thân người sống bằng bảy thứ tánh âm, đó là tham, sân, si, mạng, nghi, ác và ký chấp. Bảy thứ tánh âm này là do các vị cô hồn điều khiển tánh người giúp đó. Xin mời chị ân hỏi tiếp ạ.